Hello mọi người, hôm nay Nữ lại quay trở lại với một video mới rồi đây. Hôm nay thì Nữ sẽ swatch dòng son mới nhất của nhà Lily Barrett nha. Bộ sưu tập lần này thì gồm có tất cả 12 màu son, nhưng Nữ chỉ chọn được 5 màu son để swatch cho mọi người xem thôi. Thiết kế son đợt này thì kiểu là hình trụ vuông khá là nhỏ nhắn nhưng cầm lại rất là chắc tay nè. Vỏ son thì được làm trùng với màu son ở bên trong. Mở đầu bảng màu thì Nữ sẽ swatch cho mọi người xem màu số 02. Đây là một màu hồng MLBB. Màu son này thì Nữ thấy nó khá là nhẹ nhàng tự nhiên và chỉ thích hợp cho các bạn da trung bình sáng thôi. Và mọi người tốt nhất là nên kèm thêm một xíu make up để nhìn tổng thể nó được hài hòa hơn nha. Màu tiếp theo Nữ swatch sẽ là màu số 03. Đây là một màu cam đào. Màu này thì vẫn chỉ thích hợp cho các bạn da trắng thôi và tốt nhất nên có thêm một xíu make up nhẹ, da ít khuyết điểm thì sẽ đẹp hơn. Và Nữ không recommend màu son này cho các bạn da ngăm đâu nha, bởi vì màu này khá là chói á. Về độ bóng của son thì Nữ thấy nó khá là trong và không bị nặng môi. 09 là màu son MLBB mà mọi người hỏi Nữ rất là nhiều. Đây là một màu kiểu nâu hồng mà có thêm một xíu ánh cam nữa. Màu son này thì nhẹ nhàng tự nhiên, hợp cho mọi người có thể đi học, đi chơi thì đều được hết nha. Và một điểm Nữ không thích ở dòng son này là khi mà Nữ bọng môi để Nữ tan son thì nó rất dễ bị đọng lại cái cợn trắng ở trong lòng môi. Màu số 11 và số 12 thì Lily Barrett chỉ mở bán ở thị trường Việt Nam thôi. Màu số 11 sẽ là một màu nâu cam sữa. Cá nhân Nữ thấy thì màu này khá giống với màu 09 nhưng lại có nhiều sắc độ nâu hơn. Màu son này thì Nữ thấy cũng khá là đẹp và dễ sử dụng hàng ngày nè. Độ bóng của son thì sẽ tầm 2 tiếng và khi ăn uống thì sẽ có trôi đi và để lại lớp tin nha mọi người. Và màu son cuối cùng để khép lại ngày hôm nay đó chính là màu 12, một màu đỏ gạch trầm. Cá nhân Nữ thấy thì màu này chắc chắn sẽ là màu dễ dùng nhất, thích hợp cho các bạn da ngăm hay là da sáng luôn, mặt mộc thì dùng cũng được. Nhưng Nữ lại không recommend màu son này cho các bạn có nền môi quá là thâm nha, bởi vì nó sẽ hiện lên một xíu ánh tím á. Video của Nữ hôm nay tới đây cũng đã hết rồi, nếu mọi người thích thì đừng quên cho Nữ một like nha. Ok, bye bye mọi người.